Con kinh này thì mấy anh em mình cũng lâu lắm rồi cả nhà, chưa có xuống đây săn bắt, chắc cỡ 4-5 tháng vậy hả Đạt? Từ lúc em mới làm kênh tới giờ thì gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Thì hôm nay tiếp tục em với ông Đạt, với ông Đăng. Em Đăng lúc làm đầu clip thì có em Đăng đi nữa cả nhà. Thì em Đăng mất làm tiếp giữa trái cây á, nên em Đăng không có thời gian đi theo mấy anh em. Bữa nay được nghỉ hả Đăng? Bữa nay được nghỉ thì em Đăng theo em với ông Đạt đi săn bắt với con kinh. Cũng 4-5 tháng gì à, chưa có bắt ở dưới đây. Giờ trở lại săn bắt thử một cá cả nhà. Có thì mấy anh em mình bắt. Hang giờ chắc lấp hết rồi quá ta. Có người ở đây kinh này, có người xịt nhiều lắm à. Biết lâu mà mới xuống lại vị trí cũ. Bà kinh huyền thoại của em á. Ôi, dấu ếch Đạt ơi. Ở trên lùm này Đạt ơi. Từ từ. Nè. Đây cả nhà ơi, ếch mới vô rồi mới lên Đạt ơi. Nè. Từ từ. Dấu mới chát à. Từ từ nha. Lên trên đó dậm xuống. Lên dọc kiếm ra. Cái chú rùa này nó lên trên đây nè. Không biết nó có ở trong cái bọng không à. Bên đó có hàng không Đăng? Có hàng không? Hàng bự mới được nha. Tôi cũng nằm ở trên đây nè. Dẹp trên đây trước ra. Cái da gắn lột luôn. Có da gắn hả? Nó nằm ở trên cỏ nghe Đăng, nằm mệt ở dưới á. Giật nhẹ, cho giật nó chụp luôn à. Bị nổ dưới đây. Vô cục này rồi à? Vô cục này hay gì nè. Lùm quá trời luôn. Nó vô trên đây rồi sao bắt. Dậm ở trên bờ dậm xuống coi nó có nhảy xuống không. Nó trên mấy cục lùm đây nè. Đi dài tới luôn Đăng ơi. Hai đứa đi dài tới lên trên đó luôn đi. Câu trước mặt mà cỏ nhúc nhích là ếch nó phóng đó nha. Câu trước mặt cỏ nó nhúc nhích là ếch nó phóng đó. Tới cục lùm nữa coi có không. Nó nằm lầy nó chịu phóng mà.
đập đập nó Đạt. Là mọi con cá vô luôn đó, đó. Trên đây chặn đầu của lão mọi có lọc. Dấu nó lóc lên đây dữ lắm luôn, sao kỳ vậy ta? Dấu bên trong láng bóng luôn nè. Đất cứng lắm hả vậy? Láng bóng luôn. Bọng này có cá nè, không có dừa đâu. Bụng bự không Đăng? Bự như bá lửa luôn. Này nó lên nó lóc cái đường nước đục ngầu luôn mà. Đây cái con gạch nhỏ nó kinh rồi cả nhà. Nãy em đi dưới lên thì đang bắt bết thì gặp nó lóc. Nó có hàng nhắc đây nè. Đục ngầu luôn. Mà trên đây tìm lên trên cái đường nước trên đây thì có. Có hàng nhắc nữa. Dòng đây họ cũng lên chớ cũng có nhỏ hay bự à. Nó lóc một cái dữ lắm mà. Coi chừng lóc dấu nha. Coi chừng có hang. Theo cái hang đó nha, chừng lộn hang. Ngắt hả? Ừ. Thôi chừng này dễ đặt. Hang này quá trời. Ngắt. Có bọng rồi, đất cứng lắm mà. Cái hang đi đâu rồi Đăng? Mò hang ngắt cái hang nó đi lên đó thì cần nước chảy xuống này. Có hang qua dò mình nữa là ăn cùng rồi. Dấu láng bóng mà sao không có vậy? Nó vô đây có hang chứ dài lên chứ cái bọng này mà. Hay nó chạy dài lên. Đây có cái bọng nè. Mày lên kia tao cái này học xuống ra. Nó bọng này. Từ từ để đi về tới rồi. Ừ. Có không? Đây có hàng nữa nè. Mở xung quanh có hàng nhất không? Hàng cái gì Đăng? Ồ đây này thấy không? Có bọng lên trên Đăng nè. Nó có xuống không? Ê cái gì ồn ồn vậy? Tao đụng cái đuôi cái lóc rồi nè. Hàng chi nãy giờ em nằm đây em ghê luôn trời. Ồ nó bò lên đây mà làm gì không có được. Mày đúng chưa? Ừ. Chẳng lẽ hang này hang lẻ nữa. Còn hang nào nữa không? Vô từ từ. Này vô trong bọng luôn á. Đúng cái đuôi nó mà gửi qua ai không được. Bích hang luôn hả vậy? Bự á. Đúng chưa? Ừ. Nay tao đụng được cái đuôi nó nè. Chạy đâu? Coi kỹ nghe Đăng. Coi lạc hang đó nha. Bích hang hay vậy? Cái bọng của Đăng bự lắm mà. Cầm được cái đuôi nó mà kiểm ra cái ốc bự Đăng ơi. Đâu thế? Cái ốc bự. Đăng 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 đăng. Xích 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 bên kia. Bích nó hang lại, bích nó hang lại. Móc từ từ nghe ba cái cây ấy không đó. Từ hang cá ốc bự lắm. Ồ nó lên đây ướt dẹp luôn, nó bò lên cái đường nước này mà. Cá ốc bự lắm. Bích bích mấy hang nổi nó đi. Bích hang đó. Ừ. Nó bích hay vậy? Có lý có lý. Ồ gỗ nè, thấy không cái bọng cũng Đăng rồi nè. Ê lên. Hàng kia. Đi xuống hay lên? Lên. Lên móc đi. Móc rồi, vòng đó. Nè đụng ngửa đuôi nó nè. Nằm đâu Đạt? Nằm bên đây nè, nằm bên Đăng nè. Cái bọng chọc bá lửa luôn. Lên bóng luôn. Coi kỹ nha, cái chê cái lóc nha. Đụng ngửa cái đuôi nó nè. Rồi bươi ra đi, bươi ra bắt con con mới đã. Ê nó chạy đâu rồi? Chạy đâu rồi? Đó, ơi. Nè. Thấy không? Ủa làm ủng chứ trời ơi. Hết hồn chưa? Trời ơi. Thôi, ừ cái hang đó đó. Đây nè, đây nè, đây nè. Chưa dở hang. Ôi. Để tao bệnh nè, bắt đây, bắt đây. Trời nó làm cái hết hồn luôn, cái lóc bự lắm rồi. Hết hồn, cái lóc bự lắm. Trời ơi. Rồi. Ủa kìa. Mời, mời, mời. Thôi. Wow.
cỡ hang lên nè. Đâu ra, đâu ra. Thằng ui. Mới mà vô đụng nó cái. Thằng ui, cá lóc ê. Cá lóc nó bị chày vậy hả? Ừ, cá lóc bị chày. Như có hai con hay vậy, cắn lộn vậy á. Ê, cái con không đăng. Đâu rồi? Cá lóc này của người ta ra đặc ơi. Ha? Ở đây chắc. Ở đâu nuôi cá lóc vậy? Chắc bên đó quá. Không có, cái này của người ta bán ra gì nè. Cá lóc bự với chỗ, trời ơi, cá lóc nó ngon. Mà sao nó bị ghẻ quá trời, ghẻ luôn nè. Không phải, cái này bị cắn lộn. Còn hang hả? Còn không? Trời ơi. Trời ơi. Để tao bỏ cá lóc này. Bọc lưới đâu? Bọc lưới đâu rồi Đăng? Ờ, thì trên kia kìa. À. Còn hang phải không? Ê. Đập nha, tao chừng nguyên. Trời ơi, cá lóc nè, cái nhà ui. Con này cái ký á. Chắc nó vụt ống bọng quá, ra quá. Ở đâu? Nghiêng cá này vụt ống bọng quá. Mới ra, cá này của ta ra mà nó lâu rồi. Cá này à, ừ. Trời ơi. Quá đã, quá đã. Còn không? Trời ơi, nó đổn luôn, nó làm quậy cái ầm cái gì á. Ngồi ơi. Định bư ra bắt nguyên con luôn mà chưa kịp chỉ cho nó quất cái đùng cái vậy á. Ôi dạ. Bụng dữ lắm, sâu mà. Còn hang nữa nè, sợ nguyên cặp luôn á. Thấy không? Không đâu quá. Quá trời con cá rồi, con cá này của người ta gà. Quá thồn cái nào ui. Vô rồi. À. Vô rồi. Vô. Nghe ổn à. Bụng tay rồi. Đừng cùng rồi, hai hang mày cùng rồi phải không? Không ai. Vì sao có con ta? Coi kỹ nha. Coi có hàng ngắt giống mã luôn mày. Quá im, quá im. Vô luôn. Úc, tính đi bắt ếch kiểu này. Đụng được con cá lóc. Hèn chi thấy cái ống bọng hụt vô thấy là bá rửa luôn. Mà láng bóng luôn nha. Bóng. Ôi, hết thì thôi bỏ đi. Nè nè, đổ nước trên đây nè. Không, hèn nó nãy cũng đăng rồi. Rồi hả? Rồi. Hết mày. Ôi con cá quá đã luôn hồi. Vô rồi Đăng ơi. Cái này cái nhà ơi. Trà bá luôn. Hèn chi cái đường vô rồi. Đi theo. Đi lên bờ. Hết. Đây khu này đợt trước em bắt gắn dưới ấy đâu nhiều không cái nhà. Dưới cá lóc của. Ủa? Đợt trước là bắt cá lóc ở đây cũng nhiều nữa. Bây giờ cô chú trồng dưa hấu rồi. Ông thần ô con cá này nó của người ta nó ca. Có bọc ai giục nữa. Thôi bọc thuốc sâu đó. Ôi trời. Đâu đó. Ủa cá lóc này cá lóc nuôi hả? Nó ra của người ta nó ra mà nó lâu rồi, cá lâu rồi, nó ốm. Ủa, rồi. Cá lóc đồng mà. Nó ốm không? Ừ, nó thành cá lóc đồng luôn nè, mà khủng khiếp. Hết hồn. Ôi Đăng ơi. Đâu đặt, đâu đặt. À. Xích xuống, xích xuống, xích xuống. Quá trời cá lóc rồi. Cái bọng đó hồi nãy mà, cái bọng trên nó lùm nó còn ếch đó. Nhiều quá. Cái lùm nãy mình mò lên là còn ếch nữa đó. Hên con ếch báo con cá rồi cả nhà ơi. Quá đã. Sướng. Con ếch báo hại con cá. Lên quặng ếch đuổi đã rồi gặp cái bọng. Mấy anh em vô thục nó bắt cái lóc luôn. Quá im. Cái lùm nè, cái lùm này ếch nãy lên hai ba dấu luôn đó. Đây là cả nhà. Cái lùm khủng khiếp. Ừ, nó cả... ê, 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 ê. Nó mạnh gì vậy? Ngon. Quá im ơi, mời đủ luôn rồi. Ngon luôn rồi. Mấy cái lùm này quằn ếch dữ lắm luôn á. Mà mình không dám quằn nó, cái lùm bên đây nữa nè. Thôi mình quằn mấy cái mương bên đó rồi, có không? Hồi lúc mình bắt ở đây nhiều lắm chứ bọn. Mấy cái mương đó nước quá trời. Mình đi. Nè cái lùm bên đây khủng khiếp luôn. Cái khu rừng. Coi chừng bên đó có cá lóc nữa là. Nguyên cái khu rừng này cỡ 20 con đất mà em không dám vô quặng. Sợ bé Na. Bé Na đây nhiều lắm, nhiều lắm. Ồ quá đã rồi. Rồi đi. Đi được ơi, tiếp tục đi. Bên em mình nhúng lửa nướng cá cả nhà ơi. Quá đã luôn cái này hên. Cái này thiếu nữa. Thất thủ rồi. Ngớt báo cá luôn.
trong lùm nó ếch dài, cái khu này ếch nhiều lắm cả nhà. Tại vì em sợ mấy con kia nên em không dám quằn. Ủa, cũng xong rồi cả nhà ơi. Hôm nay quá hên luôn à. Ê, để xích lên. Quá đã. Luôn. Cái lốc này ở gỗ hầm mà nó ra lâu quá rồi, nó đang xì. Hết hồn cá lóc trời. Rất vui luôn cả nhà ơi. Tới giờ còn mệt nữa. Quá trời. Này nướng nguyên con luôn. Quá yêu. Đây kìa. Cái wheel ở đó em cũng nấu ăn cái bờ xài này cả nhà. Đạt thì nó đâm ớt hả Đạt? Đâm ớt. Cái con kênh này vậy mà bắt không có à cả nhà. Hên là lên gặp dấu ếch. Còn ếch nó báo không cho. Còn ếch nó báo cái lóc thiệt. Quá đã. Quá im luôn. Ở đây ngồi đây đăng. Yeah. Ở đây ngồi. Im cả rồi. Bữa nay quá đã. Mày phải có anh chán xuống chán mà. Ừ. Quá vàng luôn à. Thật ngon. Em cũng gửi lời cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ cho mấy anh em để có động lực săn bắt nhiều hơn cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị trong nước ngoài nước đã xem video ủng hộ cho em, cảm ơn rất là nhiều luôn. Có lóc ngon quá trời đã. Bữa nay hên, công nhận hên luôn cả nhà. Đạt đang chọn rau ra. Con cảnh lý tịnh mát. Cái khu xài này đó em làm mà biết bao nhiêu cái video luôn. Cái khu bên đây hồi đó cái lóc lắm á nè, nhóc ruộng. Ừ, lúc mình mò ban đêm đó. Bây giờ thì nó ít lợi. Một cá. Chở bè cá được rồi. Lật cái bụng nó đi. Cho cái bụng nó xuống dưới. Ừ đúng rồi. Nó nứt da. Quá thì ngon luôn. Lửa hơi áp. Cá bự này nướng cũng lâu lắm. Cá bự này nó chín cái đầu á. Quá chìm luôn. Con cá này của người ta nó ra lâu lắm rồi nè. Nó chắc vậy đó. Cá hấp đâu. Mà nó ra nó ốm lại rồi. Hết hồn ngon. Đó,
Thôi kẹt chai đó. Gốc xài lý tưởng. Chấm xài muối ớt đi. Gốc xài cá. Mời cả nhà. Đây nhà nha. Quá ồ. Chảy nước miếng. Xài chua. Mời cả nhà. Cho cà ra men miếng rồi đã. Thấy chảy miếng. Chén ớt của em Đạt. Wow. Mời cả nhà luôn nha. Cái con kinh này đó bắt biết nhiều cá. Dạ như lắp ha. Hang lắp chừng. Dở vậy. Nhờ được cái mấy hàng xài nó mát hết à. Gió, nhờ có gió nữa. Có gió nè. Ôi, con cá nó chín rồi cả nhà ơi, quá trời ngon luôn rồi. Thơm phức. Bữa nay hên chứ không hên là mấy anh em mình à. Đói nữa rồi cả nhà ơi. Tính xuống lâu rồi, tính xuống cái khu này bắt kiếm mớ cá lóc hôm trước nữa mà hên không có lội biết bao lâu luôn. Gặp được ngớt cho leo lên chín cá luôn. Điện đạt có tin rằng ếch bắt cá lóc. Kim vô chân ếch mà gan cá lóc luôn. Số nó xui rồi. Hay là cá lóc này một chừng ếch. Để đạt lấy cái lóc ra cả nhà. Ủa nó thơm. Ừ có cơm. Cá nướng 20 phút rồi đó. Quá gì mà cả nhà. Chín tới trong. Cạo rồi ba cái bụi ngoài ra hết đi. Tới gần kỳ. Thấy được bụng nó luôn nè. Ngon cả nhà ơi, cứng ngắc luôn. Dễ rồi. Ủa cho nó gớt đi. Vô mấy anh em mình thưởng thức. Quá trời ngon luôn. Sao đăng? Bắt bắt ếch gà cá lóc à? Dạ. Chuyện đó. Chuyện chưa từng có luôn hả? Chuyện chưa từng xảy ra. Cá lóc tới số. Mấy anh em dạch bắt ếch đã giờ. Lên gặp cái bọng. Ôi ngon cả nhà. Gắn cái đuôi lại. Gắn chánh vô đạt, gắn chánh vô. Mời cả nhà dùng bữa với ba anh em mình luôn nha. Anh em mình đi săn bắt thì gặp cái gì bắt cái nấy ăn cái nấy cả nhà ơi. Mình không có chuẩn bị dụng cụ những cái này kia chứ. Ờ, tách cái lóc ra đặt. Tách cái lưng đó. Ở về rồi. Ôi nó ngon. Cái làng này cũng ngon nữa. Ồ. Thịt nó trắng tươi luôn kìa. Đó. Đó làng này gà. Quá trời.
Ồ, chín nóng. Đôi đũa huyền thoại cả nhà, bằng đôi đũa sậy. Tách ra đúng rồi, tách ra hai á. Ôi đó, thịt. Đi cả nhà đâu. Chắc thịt mà tách không ra luôn á. Ừ. Rồi mà cả nhà dùng bữa luôn. Quá hiểm. Quá ngon, quá ngon. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà luôn nha. Quá im hả Đăng? Ngon hết luôn. Em Đăng thì cũng lâu rồi mới theo anh em mình lại cả nhà. Cá lóc ngon. Chén quớ của em Đạt. Lâu lâu theo được vậy cũng im hả Đăng? Im. Đăng bên này xu hưởng. Lâu lâu theo cá lóc ngon. Lóc ngon, trắng trắng nhách với gà cục thịt nha. Chấm cục đó Đạt, chấm cục đó cái đúng vô luôn, vô luôn. Bự quá gấp không hết rồi. Vô. Vô miếng ớt. Ẩm. Ở đâu? Ở nhà đâu? Đắm lâu chưa? Đó lắm rồi. Có một gừng hả? Đó. Ngào hốt kêu xuống cõi vậy. Mời cả nhà dùng bữa với ba anh em luôn nha. Để mới đóng hả? Ừ. Hồi nãy mà đang tưởng tượng cái tự nhiên đang bắt cái chuột một cái ra sông rồi. Trong đó cạn mà nó không chạy đâu được đâu. Để gì? Nãy với sợ lỡ mọi á, nó ra đường sông mà không thấy á. Sao đó rồi. Đó là cái mới rồi. Mới rồi. Nước rộng mà. Nước này nó đâu sống dưới được. Nó phải lên nó cái... kiếm chỗ ở đó. Đang lâu lâu đi theo ấm rồi ta. Con khúc này dễ quá. Để mình lại đi. Đây. Nãy đang đụng cá trước phải không ta? Nãy đang đụng cá trước phải không? Nãy ra. Nãy đụng cá trước rồi. Đâu, đụng cái đuôi. Rồi xong cái nó mới quậy lên luôn. Mới đụng nó một xíu mà nó dọc lên ầm cái vậy. Nó quậy cái hết hồn luôn. Quậy quả nước luôn. Nó ép rồi nó lớn. Hết đường rồi á. Nó bí hay vậy á, nó quậy á. Quá gió cả nhà. Quá trời cá. Dễ ăn đi Đăng. Mạnh vô. Nãy còn nhớ mà có mấy trái mà ta. Cái gì? Đó, đẹp ăn ngon hả ngon. Bữa nay mình không xuống cái lóc cũng đi ra. Trời ơi. Lớn chắc đi quá. Lớp da nè.
phá rồi. Phá. Ừ. Nước sắt sợ con cá này người ta xịt nó sợ quá lên trong bờ vô chạy vô bụng rồi. Chắc chịu. Bãi kinh anh, nè. Nó cạn rồi. Đúng ngày ai vậy cá. Kinh người ta xịt lắm. Ở trong kinh ở trong ruộng gì mà có người vô đây tới đây xịt luôn đó nè. Kinh này chắc chưa tới gần rưỡi tay không? Hả? Tới gần tay à? Cạn quá cạn. Đổ cạn. Cạn như ai vậy cái gì? Cạn tao vô tao xịt á. Bạch chứng cá mắc cạn. Đó là cái gì đây? Cá chắc sống đầu nữa nè. Đó số à. Tới số mà hả? Thằng cá tới số hả? Lặn hết phát hình cá hả? Cá này chắc là hụn ếch lắm nè. Bọng quá là ngon. Vô quá là ở phải rồi. Ăn đi Đăng. Cá này nó ăn con ếch hoài luôn. Tự nhiên nhớ vỏ mày sao ra bắt tao. Cái giòn ếch quá trời bự luôn mà vô cái lùm đó. Rồi ổn nó ác được con cá. Mấy anh em không có. Có kiếm đừng ếch mà sao gặp cái bọng nó luôn. Đọc cá nó vô ngầu nó ra móc. Con ngá hay học tạ ngơ, con ếch đến ngá. Đục đục nó tưởng con ếch vô nữa đó. Anh à, kích tuột không tưởng. Cái lúc mà nó ra lâu lắm rồi. Cái lúc mà sợ ở trên nhà, sợ người ta bán cho nhà. Nó phóng gà. Cá lúc đó cái còn cái bự lắm bự à. Ra mà chắc nó mà uống đủ nó ốm á. Không biết ăn. Thực chất con ngá ngá ốc đồng luôn à. Ừ, hình cái lốc đồng luôn à. Lụm nguyên cục có cạp luôn, nó tuốt từ từ luôn. Lụm luôn, ừ. Vậy ăn sướng. Vậy nó mới ngon. Ăn nguyên cùi luôn vậy á. Này nó mát. À. No chưa? No. No hả? Uống nước xong cái nằm mà. Bự luôn. Bự luôn hả? Một mình cũng bự. Ý dính mấy hộp vậy? Đăng cũng lâu lắm rồi mới lên lại clip ha. Tốt mé. 4 năm tháng à? Lâu rồi. Rồi. Ngoài hết cái nhà. Trước Tết. Trước Tết. Ngoài hết. Thì nãy giờ mấy anh em mình cũng dùng bữa xong rồi cả nhà. Thì mấy anh em mình chuẩn bị thu xếp về. Thì chắc video của mấy anh em mình xin tạm dừng ở đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha.